Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Hưng Yên có thêm 2 bảo vật quốc gia. Xử lý nghiêm hành vi trục lợi lễ hội. Đón Tết trên dẻo cao Lào Cai của những người lính biên phòng. Hiệu quả mô hình dòng họ hiếu học ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 2 bảo vật quốc gia, đó là tượng đá chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và bia cổ Việt thôn Tiên Phúc, tự Bi Minh, chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tượng đá chùa Hương Lãng hay còn được gọi là tượng Ông Sấm được tạo tác từ chất liệu đá xanh nguyên khối, có niên đại từ cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12. Tượng thể hiện linh vật sư tử trong tư thế phủ phục trên bệ đá. Tượng đội tòa sen tạo thành bệ đá lớn mang đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc thời Lý. Bia cổ Việt thôn Diên Phúc tự Bi Minh, chùa Cảnh Lâm có niên đại thời Lý, có chiều cao 142cm, rộng 83cm, dày 16cm. Đây là tấm bia quý cả về mặt tư liệu lịch sử và nghệ thuật trang trí điêu khắc đá thủ công độc đáo của nghệ nhân thời Lý. Với 2 bảo vật trên vừa được công nhận cùng với tượng vật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Mỹ Sở được công nhận trước đó, thì hiện nay tỉnh Hưng Yên đã có 3 bảo vật quốc gia. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại trên 11.000 doanh nghiệp công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 bình quân đạt từ 5 triệu 500 nghìn đồng đến 8 triệu 100 nghìn đồng trên một người. Hầu hết các doanh nghiệp công ty trên địa bàn tỉnh đều thưởng Tết cho người lao động một tháng lương cơ bản thứ 13. Trong đó, khối các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có mức thưởng bình quân thấp nhất là 5 triệu 500 nghìn đồng một người, cao nhất đạt 180 triệu đồng một người. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có mức thưởng bình quân thấp nhất là 8 triệu 800 nghìn đồng một người, cao nhất là 88 triệu đồng một người. Trong đó, các doanh nghiệp công ty thuộc ngành dệt may như Công ty Cổ phần May Hương Yên, Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, Công ty Cổ phần May Tiên Hưng có mức thưởng Tết cho công nhân vẫn giữ ổn định và đạt cao bình quân từ 18 đến 30 triệu đồng một người. Tết không chỉ là dịp để nhìn lại năm cũ, cầu mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, mà còn là khoảng thời gian để gia đình đoàn viên sum họp sau một năm vất vả. Tuy nhiên, đối với những người lính biên phòng thì luôn tâm niệm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em. Tết là đến với bản làng, đến với tình cảm của đồng bào các dân tộc nơi biên cương. Khi tiếng sáo mông vang vọng giữa không gian núi rừng Tây Bắc, cũng là khi mùa xuân về với bản làng, với đồng bào các dân tộc trên dẻo cao Lào Cai. Hôm nay, gia đình anh Hoàng Văn Thư, dân tộc Mông ở bản Nàn Sán, huyện Simacai, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Simacai, nhiều bà con trong thôn bản có nhà mới để đón Tết. Cùng với đó, đời sống vật chất cũng được bộ đội biên phòng chăm lo. Cũng rất phấn khởi bởi vì các đồn chú đồn biên phòng đã tạo điều kiện và giúp em dọn dẹp để em đón một cái Tết Nguyên đán. Đây là khu văn hóa trung tâm của xã Nàn Sán. Mặc dù là trung tâm nhưng để có mặt tại đây, nhiều người là các dân tộc Mông, Nùng, Thu Lao, Na Chí đã phải vượt hàng chục km từ các triền núi cao. Song ai cũng hân hoan khi tụ hội về đây. Tôi rất vui vì hôm nay đồn biên phòng và xã tổ chức Tết tại thôn. Cảm ơn bộ đội biên phòng và xã rất nhiều. Không chỉ vậy, công tác chuẩn bị Tết cho bộ đội cũng được đồn biên phòng Simacai triển khai. Hoạt động trang hoàng cho phòng đón xuân được làm tỉ mỉ. Phút ngẫu hứng của những người lính trẻ làm cho không khí thêm sôi động hơn. Bộ đội biên phòng của tôi thì cũng chỉ đạo các cái đơn vị là cử các cái tổ công tác xuống để vui đón Tết với nhân dân trên địa bàn biên giới trong dịp Tết Nguyên đán. Thứ hai là tổ chức cái đón giao thừa, mời các bộ chính quyền địa phương rồi các cái tổ chức đoàn thể và nhân dân lên để vui đón Tết với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các đồn biên phòng. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các đơn vị là phối hợp với địa phương, các cấp các ngành để tổ chức đón Tết, tổ chức vui đón xuân cho nhân dân ở các cái thôn bản.
Tết của những người lính biên phòng thật đơn sơ, nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân. Mỗi chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc luôn tâm niệm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Họ đang cùng nhau đoàn kết, xây dựng vùng biên, giữ vững phên dậu của Tổ quốc. Chợ Xuân Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2020 với không gian văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã thu hút rất đông du khách và người dân đến tham gia. Đặc biệt, chợ Xuân năm nay không chỉ bày bán những loài hoa đẹp, các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Mộc Châu, mà còn có những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng về người nghèo. Chợ Xuân Mộc Châu được khai mạc trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của những khúc nhạc xuân. Ở đây có những gian hàng bày bán các sản phẩm nông nghiệp OCOP, đặc trưng của huyện đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chứng nhận đạt 3 sao và 4 sao. Cùng với đó, chợ Xuân còn là không gian lý tưởng để mọi người đến mua hoa, thưởng hoa, chụp ảnh lưu niệm trong không gian ngập tràn sắc xuân. Để mùa xuân thêm ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, thị trấn Mộc Châu đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tiểu khu tham gia gói bánh chưng dành tặng bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên và các em học sinh khó khăn của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Mộc Châu. Rất là vui và cảm thấy hạnh phúc khi được tham dự với chương trình gói bánh chưng, gói chọn yêu thương do thị trấn Mộc Châu phát động. Và bản thân tôi là cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Mộc Châu cũng đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào gói những chiếc bánh chưng để gửi đến những bệnh nhân nghèo ở bệnh viện của huyện. Và mong rằng các bệnh nhân sẽ có một cái niềm động lực mới, có những niềm vui mới và nhiều sự may mắn hơn trong năm 2020. Chợ Xuân Mộc Châu được tổ chức tại 3 điểm và kéo dài đến hết ngày 24 tháng 1, tức ngày 30 Tết. Những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa ở chợ Xuân còn lan tỏa yêu thương, chung tay mang mùa xuân ấm áp đến với mọi người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành trên cả nước về thanh kiểm tra lễ hội năm 2020, trong đó nhấn mạnh phải xử lý nghiêm hiện tượng trục lợi lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công trách nhiệm, có cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các sở ban ngành trong công tác tổ chức lễ hội, đảm bảo lễ hội được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch diễn ra trong lễ hội, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tới lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài được triển khai trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nhiều gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học được thành lập, qua đó đã góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và chất lượng giáo dục toàn diện ở địa phương. Năm 2017, dòng họ Sổng là dòng họ thứ hai ở Suối Giang được công nhận là dòng họ học tập. Với 36 gia đình thành viên, những năm qua ban khuyến học dòng họ đã vận động, động viên con em trong dòng họ đến trường đúng độ tuổi, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng. Với tinh thần hiếu học, hiện nay nhiều con em trong dòng họ đang theo học các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Hiện nay như dòng họ Sổng thì chúng tôi vận động thì không có cháu nào là bỏ học, đều học hết lớp cấp, động viên cho các cháu học, mà động viên cho các cháu học, thi đua nhau học. Đấy, cho nên là vừa qua chúng tôi theo đánh giá lại, là một năm mà tổng kết lại thì đã có trên 7 cháu học thành tích học xuất sắc, và dòng họ chúng tôi cũng kịp thời có cái suất quà nhỏ động viên các cháu, thì hiện nay các cháu cũng rất là mừng. Huyện Văn Chấn hiện có 58 dòng họ kết nối sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 40 dòng họ thành lập được ban khuyến học. Qua việc chỉ đạo điểm về nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài tại các xã thị trấn, năm 2018 toàn huyện đã có 31 trên 40 dòng họ đạt đủ 3 tiêu chí và được công nhận là dòng họ học tập. 8 dòng họ đạt từ 90 điểm trở lên, tiêu biểu như dòng họ Hà Chay, xã Thừa Bằng La, dòng họ Hoàng, xã Nghĩa Tâm, dòng họ Hoàng Hữu, xã Đại Lịch, hay dòng họ Sa, xã Cát Thịnh. Triển khai đến các cái tổ trưởng tổ họ và các cái gia đình trong dòng họ là thực hiện cái 4 cái tiêu chí của gia đình học tập để trong những năm tới là đạt được những cái thành tích cao hơn trong
cái công tác khuyến học khuyến tài để nâng cao được cái trình độ nhận thức cũng như văn hóa của người dân trong toàn bộ dòng họ. Nhiều năm qua, các dòng họ hiếu học trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát động nhiều phong trào thi đua, giáo dục con cháu ngay từ trong gia đình. Để động viên tinh thần cho con em, các dòng họ hiếu học trên địa bàn đều xây dựng nguồn quỹ duy trì hoạt động, tổ chức tuyên dương khen thưởng con em trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập vào đợt năm học mới. Giúp đỡ động viên con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế với phương châm không để ai lùi lại phía sau. Sự động viên khích lệ kịp thời đã nâng bước con em hăng say học tập, góp phần duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm của địa phương đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần được duy trì từ 98% trở lên. Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng các mô hình dòng họ gia đình hiếu học ở Văn Chấn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống hiếu học của con em các dòng họ trên địa bàn, nhất là các dòng họ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương. Với các gia đình Việt, bánh chưng xanh không thể thiếu trên mâm cỗ cúng tổ tiên ngày Tết. Vì vậy, càng đến những ngày cận Tết Nguyên đán thì dịch vụ bánh chưng xanh càng đắt khách. Không chỉ ở thành phố mà ở các làng quê, dịch vụ gói bánh chưng xanh cũng đang phát triển và thu hút lượng lớn người mua. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương. Tại thành phố Hải Dương, mỗi dịp Tết đến xuân về, dịch vụ bánh chưng lại nở rộ. Gia đình bà Đào Thị Mãi, khu 6 phường Tân Bình bán hàng ăn sáng đã chục năm nay. Cũng từng ấy năm, bà làm thêm bánh chưng để bán mỗi dịp Tết. Năm đầu bà bán được khoảng 200 chiếc, nhưng những năm gần đây, chất lượng bánh được đảm bảo nên người mua đông hơn. Mỗi Tết bà bán được từ 1.200 đến 1.300 chiếc, giá dao động từ 50 đến 70 nghìn đồng một chiếc. Tuy đắt hơn mọi năm do ảnh hưởng của giá thịt lợn cao, nhưng bánh chưng vẫn cháy hàng. Phục vụ bà con thì chỉ vùng quanh đây, ai mà người ta nhìn thấy mình gói vệ sinh an toàn thực phẩm thì là người ta đặt, chủ yếu là gần đây. Người ta ăn quen rồi thì mỗi năm người ta lại đến đặt nhà mình. Năm nay là thịt nó hơi đắt thì tôi bán giá 70 nghìn một cái, còn bình thường mọi năm chỉ 50 nghìn thôi. Tôi cũng muốn là bánh chưng của tôi làm được ra để thật ngon để đáp ứng được cho mọi người. Cuộc sống ngày càng hối hả, bận rộn nên dịp Tết, nhiều gia đình đã tìm đến dịch vụ gói bánh chưng Tết để đặt mua. Vì vậy, người dân nên chọn những địa chỉ uy tín, tin tưởng để mua cho gia đình mình những chiếc bánh chưng ngon, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2019, do tác động của dịch tả lợn châu Phi đã làm nhiều gia đình, trang trại chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ giống gà quý Đông Tảo Tiến Vua mà nhiều hộ chăn nuôi ở Hợp tác xã Gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn có thu nhập cao. Thành lập từ năm 2016 với 16 thành viên, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo xã Đông Tảo thường xuyên nuôi trên 30.000 con gà Đông Tảo. Mặc dù có truyền thống nuôi và tâm huyết với gà Đông Tảo, quy mô chuồng trại ngày càng được mở rộng, nhưng các hộ chăn nuôi ở đây không chú trọng nhiều vào số lượng mà luôn quan tâm đến mẫu mã chất lượng con giống để phục vụ thị hiếu ngày càng cao người tiêu dùng. Năm nay ít dịch bệnh cùng kinh nghiệm chăm sóc lâu năm, nên đàn gà của các xã viên phát triển tốt cho sản lượng giá trị kinh tế đạt cao. Riêng dịp Tết này, Hợp tác xã Gà Đông Tảo có khoảng gần 20 tấn gà thương phẩm cung ứng ra thị trường, trong đó có khoảng trên 600 con gà dùng làm quả biếu. Như những con gà như này có thể nói là đều là những con gà đầu dòng của gà thuần Đông Tảo. Và để nuôi được những con này thì mất khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm thì mới được những con gà như thế này. Trong quá trình chăm sóc thì nó rất là cầu kỳ so với các loại gà khác. Nước uống cũng như là thức ăn là đều phải sạch. Về hình thức mẫu mã và cái chất lượng thịt thơm ngon như những chú gà này thì vẫn có giá khoảng từ 7 đến 10 triệu. Phổ biến là khách thì vẫn cứ ưa chuộng cái loại gà này có thể là trên 4kg mà có giá dao động từ khoảng 1 triệu rưỡi đến 3 triệu biếu hoặc là làm quà tặng trong dịp lễ Tết này. Đến thời điểm này, phần lớn gà thương phẩm đã được các hộ xuất bán, trong đó loại 1 là gà trống thuần chủng, chân to, mẫu mã đẹp, có giá từ 6 triệu đến 10 triệu đồng một con, loại 2 giá bán từ 2 triệu đến 4 triệu đồng một con, gà mái có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng một con. Sản phẩm gà Đông Tảo của Hợp tác xã được phân phối khắp cả nước đã mang lại tổng doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng một năm. Trong dịp Tết Canh Tí, thành phố Hải Dương đã quy hoạch các điểm chợ hoa xuân ở những nơi có không gian rộng và giao thông thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người bán và người mua, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết.
Trên địa bàn thành phố Hải Dương vào dịp Tết những năm trước, tại các tuyến đường Bạch Đằng, Thanh Niên, Quảng trường Thống Nhất, Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Cúc, tình trạng người dân bày bán hoa cây cảnh trên vỉa hè dưới lòng đường làm ùn tắc giao thông. Cũng các tuyến phố này trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm nay không còn người bày bán hoa cây cảnh, các phương tiện đi lại thuận lợi. Có được kết quả này là do thành phố Hải Dương đã quy hoạch các điểm chợ hoa xuân tại các phường Hải Tân, Tân Bình, Lê Thanh Nghị và xã Liên Hồng có không gian rộng và giao thông thuận tiện. Tại các điểm chợ hoa này, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường. Chợ hoa xuân tại thành phố Hải Dương kéo dài đến ngày 30 Tết. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.